Kính chào quý vị khán giả. Thứ tư, thời tiết miền Bắc sẽ rất chiều lòng người, thuận lợi cho mọi hoạt động vui chơi dã ngoại. Nắng đẹp toàn miền, nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội và phần lớn các thành phố dao động trong khoảng từ 27 đến 31 độ. Nhắc đến Cao Bằng, không thể không kể đến thác Bản Dốc tại huyện Trùng Khánh. Đây là một trong những thác nước tự nhiên đẹp nhất thế giới, nằm trong vùng công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng. Tới đây thì du khách có thể trải nghiệm ngắm thác nước nhiều tầng, kỳ vĩ, mờ ảo trong ánh bình minh. 3 ngày tới ở Cao Bằng, ngày nào trời cũng nắng từ sáng cho đến chiều, nhiệt độ giữa trưa khoảng từ 30 đến 32 độ. Thế nhưng tối và đêm, nhiệt độ giảm xuống chỉ còn 17 độ. Quý vị chú ý là lựa chọn trang phục phù hợp cho hành trình của mình. Ở Tây Nguyên và Nam Bộ, thứ tư nắng sẽ lên đều từ sáng cho đến chiều. Nhiệt độ tại các thành phố trong khoảng từ 29 đến 33 độ. Đáng chú ý là về chiều tối, khả năng trời sẽ có mưa rào và dông nhiều nơi. Quý vị cần đề phòng với các hiện tượng như là dông lốc, sấm sét và gió giật mạnh nguy hiểm. Không nằm trong vùng dự báo có mưa dông nhiều về chiều, Gia Lai sẽ là điểm đến lý tưởng cho những tín đồ du lịch khám phá đại ngàn Tây Nguyên. Trong 3 ngày tới đây thì trời sẽ có nắng nhiều, chỉ riêng là chiều tối ngày thứ 5 dự báo sẽ có mưa dông. Quý vị có thể tận dụng những ngày nắng ráo đến khám phá thác K50 thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Con Chư Răng. Thác nước được ví như nàng công chúa ngủ trong rừng với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, dòng nước mát lạnh. Đến Đồng Nai, du khách không nên bỏ qua công viên Suối Mơ. Nơi đây sở hữu một không gian rộng rãi, xanh mát với hồ nước ngọt thiên nhiên trong lành để du khách có thể cắm trại, ngắm mình và tham gia nhiều hoạt động thú vị. Thời gian phù hợp để đến đây đó là 3 ngày tới. Từ sáng đến đầu giờ chiều thì trời sẽ có nắng, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 33 đến 34 độ. Còn sau đó thì trời lại chuyển mưa dông, rất dễ đi kèm với các hiện tượng như là sấm sét và gió giật mạnh nguy hiểm. Cuối bản tin sẽ là dự báo cho các điểm du lịch khác trên cả nước.